Năm nào cũng vậy, khi Tết đến xuân về, trong không khí náo nức của mùa xuân, bà con nhân dân bản Bôn xã Yên Khương lại có tục ăn Tết làng. Trong ngày vui này, hàng trăm người dân quây quần để nấu những món ăn truyền thống, chuẩn bị cho buổi ăn Tết tập trung do bà con trong thôn đóng góp. Bản Bôn phần lớn là đồng bào Thái, chiếm trên 90% dân số. Những năm gần đây, đời sống bà con ngày càng đổi thay, đặc biệt hơn khi bản Bôn là bản nông thôn mới. Năm nay thời tiết thuận lợi, vụ chiêm xuân bà con đã cấy xong, nên bà con có nhiều thời gian để vui xuân đón Tết Canh Tí 2020. Không khí Tết cổ truyền như được tăng thêm khi bà con trong bản cùng nhau nấu những món ăn truyền thống như xôi, cá đồ, thịt lợn nướng. Các món ăn sau khi bà con nấu xong được dọn ăn tập trung, các khách mời từ các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương. Cùng nhau nâng những chén rượu siêu thơm lừng, cùng chúc nhau mong muốn sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, mùa màng bội thu. Mọi người, mọi nhà làm ăn sung túc, cùng đoàn kết chung tay xây dựng bản làng tươi đẹp hơn. Ông Vi Đình Thoan phấn khởi cho biết, đây là cái Tết mà làng tổ chức tập trung tại thôn đã có lâu lắm rồi, nên nó có ý nghĩa thiết thực cho bà con nhân dịp đón mùa xuân năm mới. Dù ở đây còn gặp nhiều khó khăn, nhưng buổi ăn Tết chung này sẽ giúp cho bà con tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với nhau hơn. Dù chỉ vỏn vẹn trong một ngày, nhưng những người tham dự đã cảm nhận được không khí vui tươi, hân hoan của những ngày giáp Tết Canh Tí và ngày Tết dường như đã đến rất gần với bà con vùng biên giới Yên Khương. Việc tổ chức cho bà con nhân dân ăn Tết tập trung là một hoạt động nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa vùng biên, mang lại một cái Tết sớm cho bà con nơi đây.